lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn phật dạy đại bồ tát nên đối với bát nhã ba la mật đa thường tinh cần tu học chăng phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy ta dạy đại bồ tát nên đối với bát nhã ba la mật đa thường tinh cần tu học này thiện hiện nếu đại bồ tát đối với các pháp muốn được đại tự tại thì nên học bát nhã ba la mật đa vì sao? Này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng khiến cho Bồ Tát đối với tất cả Pháp được tự tại. Lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa là phương tiện sanh trường, là cửa ngõ hướng đến của các Pháp lành. Thí như biển cả là phương tiện cho các bảo vật sanh trưởng và cửa hướng đến của tất cả dòng sông này thiện hiện. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa là phương tiện sanh trưởng là cửa ngõ hướng đến của các thiện pháp. Vì vậy, này thiện hiện, chúng sanh cầu thanh văn thừa, chúng sanh cầu độc giác thừa, chúng sanh cầu bồ tát thừa đều nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này thường tinh cần tu học này thiện hiện các đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này khi tinh cần tu học thì nên tinh cẩn tu học bố thí ba la mật đa nên tinh cẩn tu học tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên tinh cẩn an trụ pháp không nội nên tinh cẩn an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tả mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nên tinh cần an trụ trơn như, nên tinh cần an trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ nên tinh cần an trụ thánh đế khổ, nên tinh cần an trụ thánh đế tập diệt đạo, nên tinh cần tu học bốn tịnh lự, nên tinh cần tu học bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên tinh cần tu học tám giải thoát, nên tinh cần tu học tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nên tinh cần tu học bốn niệm trụ, nên tinh cần tu học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên tinh cảnh tu học pháp môn giải thoát không nên tinh cảnh tu học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện